tiên quyết ship nó đã không? Anh em nghĩ gì về cái chiếc xe này, về chiếc xe đỉnh cao như thế này thì anh em comment phía dưới video cho mình biết ha. Ôi, backfire kìa anh em ơi. Ừ, đúng thiệt. Mốt xe của nó là nó yếu thì thấy rõ luôn á. Còn ghê hơn cả mập S1000RR. Trong 4 hãng xe Nhật Bản, đó là Honda, Yamaha, Kawasaki và Suzuki, thì Suzuki được xem là một trong những hãng xe mà bị đánh giá thấp nhất trong 4 hãng kể trên. Đó là theo ý kiến cá nhân của mình. Vì sao lại như vậy? Bởi vì mình thấy rằng trên đường chúng ta có thể bắt gặp những chiếc xe Suzuki lưu thông tương đối là ít. Đặc biệt là với thị trường hiện nay thì Suzuki đã dần chiếm được lòng tin của người tiêu dùng hơn bởi những chiếc xe khá là nổi tiếng từ phân khúc nhỏ và thậm chí tới phân khúc lớn hơn. Chúng ta có thể kể tới ở phân khúc 150, chúng ta sẽ có những chiếc xe rất nổi tiếng như là Raider, Satria, GSX-R và GSX-S150. Đó là những chiếc xe rất là nổi tiếng trong phân khúc 150 và chính là nhờ những chiếc xe đó mà chúng ta biết tới Suzuki nhiều hơn. Tuy nhiên thì kể tới những cái phân khúc cao hơn, ví dụ như phân khúc 600, phân khúc 800 hay phân khúc 1000cc thì chúng ta lại thấy ít xe của Suzuki hơn. Chúng ta chỉ có thể thấy ở phân khúc 600, chúng ta có thể thấy chiếc Gixxer 600. Phân khúc 750 chúng ta có Gixxer 750. Và tiến đến 1000 chúng ta sẽ có dòng GSX-S và GSX-R 1000. Và cao hơn thì chúng ta sẽ có một chiếc xe huyền thoại, đó là Suzuki Hayabusa 1300. Thì thông qua những chiếc xe đó chúng ta có thể thấy được rằng ở những cái phân khúc từ xe nhỏ tới xe lớn thì cái sự xuất hiện và cái sự phổ biến của Suzuki nó tương đối là nó ít ha. Thì chỉ những fan của Suzuki thì mới biết được là Suzuki nó có những chiếc xe nào thôi. Anh em có thể công nhận với mình điều đó không? Thành ra là tuy cái số lượng xuất hiện của Suzuki nó ít như vậy nhưng chất lượng xe của Suzuki có thể nói rằng nó rất ngon, không thua kém gì những hãng xe còn lại, không thua kém gì Honda, không thua kém gì Yamaha, không thua kém gì Kawasaki cả. Bù lại, chất lượng xe và đặc biệt là chất lượng cục máy của Suzuki rất là tốt. Suzuki mãi đỉnh. Rồi, ngày hôm nay anh em có thể thấy là mình đang mặc một cái áo Suzuki. Thì nói sơ qua về cái áo này, cái áo này là một cái áo mình rất là may mắn. Trong cái một cái dịp đó mình đi test drive chiếc GSX-R 150 thì mình có dịp mình được tặng cái áo này. Và chính vì cái lẽ đó mà hôm nay mình sẽ mặc cái áo này, mình review chiếc xe này cho anh em coi luôn. Và mình thật sự là mình rất là may mắn mới mượn được chiếc xe này cho anh em coi. Đây là chiếc GSX-R 1000 bản R năm 2017, Suzuki Việt Nam nhập về một lô 7 chiếc hải quan chính ngạch. Thì trong cái lô đó nó có 5 chiếc màu xanh đặc trưng của Suzuki. Và xanh đặc trưng của Suzuki là xanh như thế nào? Xanh nó có cái màu xanh nước biển và cái màu chuối là cái màu đặc trưng của Suzuki. Một chiếc màu đen và một chiếc màu đỏ. Thì bây giờ là những cái chiếc xe này nó sẽ lưu lạc khắp đất nước Việt Nam mình ha, lưu lạc tùm lum chỗ hết trơn. Và may mắn là mình một chiếc nó nằm ở đây nè, trước mặt anh em luôn. Thì nếu mà để đánh giá sâu về chiếc xe này thì chúng ta có thể biết được rằng nó rất là mạnh. Và theo những cái anh lớn, những anh mà đã từng chạy 299 ở Việt Nam á, thì chiếc xe này là một trong những chiếc xe nó cho ra cái cảm giác chạy cực kỳ ghê gớm trong cái phân khúc 1000cc. Nó thậm chí nó có thể còn ghê hơn cả mập S1000RR. Cái đó là theo những cái anh lớn, ảnh đã từng chạy và ảnh đã từng đánh giá. Và mình rút kinh nghiệm từ những cái lời của anh đó. Còn riêng với cá nhân bản thân mình, chút xíu nữa mình sẽ test drive một vòng và mình cho anh em biết được cái cảm nhận sơ về chiếc xe này. Trước hết là mình xin cảm ơn anh Minh. Cảm ơn anh Minh đã cho em mượn chiếc xe này. Anh Minh ảnh đã lên cho nó một cái bộ tem hình con sói, tại vì là ảnh rất là mê con sói ha. Thì ngoài ra thì nó còn thêm Quickship này của DNA, nhông sinh dĩa rồi sơn lại cái bộ mâm màu vàng. Ngoài ra thì nó không còn gì đặc biệt nữa. Thêm một cái mình muốn nói nữa là chiều cao yên chiếc xe này. Chiều cao yên chiếc xe này ở mức 825mm. Nó tương đối là nó dễ lái và tương đối là nó thấp so với những chiếc 1000cc khác, ví dụ như là R1 hay là cá mập. Thì mình nghĩ với cái chiều cao yên này thì anh em lên quanh khoảng 1m65, 1m6 vẫn có thể chống chân ok. Tại vì nó tương đối là nó dễ lái nha. Và cái chiếc xe này, cái điểm đặc biệt của nó là gì anh em biết không? Nó gọn. Ở phân khúc 1000cc chúng ta có thể thấy là CBR 1000RR, cái đời từ 2017 tới 2019 á, cái đời vẫn còn 2R chứ chưa tính 3R nha, thì nó vẫn rất là gọn rồi. Nó là một trong những chiếc xe 1000cc mình đã thấy và mình đã trải nghiệm và mình thấy nó tương đối là nó gọn rồi. Bởi vì cái dàn áo hai bên nó bóp lại, cái phần đầu nó làm tương đối là nhỏ. Nhưng kể từ khi mà mình thấy chiếc xe này thì thực sự mà nói là mình thấy nó còn gọn hơn nữa. Tại vì bây giờ mình ngồi thử cho anh em coi ha. Với cái chiều cao yên 825 rất dễ dàng đặt cả hai cái bàn chân xuống dưới đất luôn mà vẫn chống rất là ok. Do đây là một chiếc xe thuần sport, mình nghĩ cá nhân mình thấy là nó thấp hơn R1. Rồi, rất gọn. Phần dàn áo phía trước nè, phần tay lái hai bên, riêng hai cái phần yếm này người ta làm nó tương đối là nó thấp
Thành ra là mình cảm giác cái xe á, đánh lái nó rất là thoải mái nha. Mặc dù thuần sport nhưng mà mình cảm giác cái cổ nè, đánh lái rất là thoải mái. Mình nghĩ là nhiều người đánh giá chiếc xe này mạnh và dễ lái cũng là lý do của nó. Vì mình cảm thấy là ngồi lên nó rất là thanh thoát. Nãy giờ là mình nói về ngoại hình, mình nói về một vài trang thiết bị, mình nói về cái cảm giác ngồi đúng không? Và bây giờ mình sẽ nói sâu hơn về thông số kỹ thuật về chiếc xe này ha. Chúng ta có 999cc. Trọng lượng ước của chiếc xe này rơi vào khoảng 202kg. Sản sinh ra công suất 202 mã lực tại 13.200 vòng trên phút. Và cái moment xoắn của chiếc xe này đạt mức 117Nm tại 10.800 vòng trên phút. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà xét về cái công suất chia cho khối lượng của chiếc xe này thì chiếc xe này đang đạt tỷ lệ vàng là 1kg cho 1kg khối lượng. Thì bây giờ là với những cái chiếc xe khác thì cái tỷ lệ này nó quá bình thường rồi ha, thậm chí cái tỷ lệ này nó còn hơn nữa. Nhưng mà với cái mà Suzuki thiết kế dạng khí đồng học chiếc xe này, bởi vì nó rất là gọn nha, cái phần cản gió rất là ít nè. Ngoài ra hai cái ram air hai bên rất lớn. Mình chưa thấy có cái ram air nào của chiếc 1000 nào mà nó to như chiếc này hết á. Hai bên này nó hút gió rất là nhiều và nó hút thẳng vào trong cái phần lọc gió đi vào trong động cơ luôn. Thì mình có thể nói là Suzuki trang bị chiếc xe này rất là cơ bản. Có thể nói đây là một chiếc xe rất là cơ bản. Ok, tại sao mình nói như vậy ha? Chiếc xe này chỉ có 3 mốt chạy. Ở đây traction control có 10 cấp nha. ABS trước sau không nói, và thêm một cái trang bị công nghệ đó là cảm biến góc lái, sensor cornering á. Chỉ có nhiều đó thôi. Nhưng mà cái mình đáng nói ở đây là gì anh em biết không? Ở đây chiếc xe này có 3 mode A, B và C. Nhưng mà mặc dù đây là một chiếc xe đời cao, đời 2017, nhưng mà ba cái mode chạy trên Suzuki á, họ không có can thiệp sâu vào máy móc. Họ không có chỉnh nhiều về cái ga đầu, không có chỉnh nhiều về ga giữa, không có chỉnh nhiều về phun động cơ, không có chỉnh nhiều về ga cuối gì đó. Nó chỉ có là 3 mode chạy A, B, C hết. Ồ, lần trước á mình review R1 cho anh em coi. Ducati Street Fighter V4 gì đó. Khi mà anh em can thiệp vào mode chạy nha, anh em chỉnh ra nhiều mode á, thì mỗi cái mode đó nó sổ xuống, nó sẽ cho ra rất là nhiều cái can thiệp sâu vào bên trong máy móc. Can thiệp về phun xăng nè, can thiệp về động cơ nè, đánh lửa như thế nào, vân vân, rất là nhiều. Nhưng mà cái con này á, nó chỉ có A, B và C hết, nó không có gì hết. Và theo như mình tìm hiểu á, và cũng theo như lời anh chủ xe anh chia sẻ, thì 3 mode chạy trên chiếc xe này nè, đó, nó sẽ chia chiếc xe ra làm 3 cấp khác nhau. Ví dụ những chiếc xe 1000cc khác, khi mà anh em chỉnh mode á, thì nó lúc nào nó vẫn là một chiếc 1000cc thôi. Rất ít khi nào mà nó hạ được, nó hãm được cái chiếc xe nó xuống ha. Nhưng mà với chiếc xe này, khi mà chỉnh mode A, nó là một chiếc 1000cc. Chỉnh mode B, nó là một chiếc 800cc. Chỉnh mode C, nó là một chiếc 600cc. Đấy, nó khác biệt là khác biệt cái chỗ đó, đúng không? Và chút xíu nữa thực hư như thế nào, mình sẽ test ride nó cho anh em coi. Mình thử từng mode cho anh em cảm nhận được ha. Cái phần chản 3 ở đây đúng không? Cái phần chản 3 ở đây thì anh chủ anh đã đặt một cái chản 3 CNC về ha. Trong nó rất là hợp tông với lại chiếc xe, bởi vì cái chản 3 này cũng đã được anode lại với màu xanh dương. Bây giờ mình sẽ mở thử cái đồng hồ này cho anh em coi ha. Cái đồng hồ của Suzuki GSR-1000 nó có gì. Thì với cá nhân mình đánh giá như thế này, cái đồng hồ của này, anh em thấy không? Đồng hồ của GSR-1000 nó vẫn là một cái đồng hồ LCD đơn sắc. Đấy, và cơ bản của nó chỉ có nhiêu đây thôi. Vòng tua của nó lên tới 15.000 vòng tua. Ở đây mình đang để mode là mode B và cái traction control ở mức 2. Thì đây mình sẽ chỉnh lại về traction control nè. Đây, mình sẽ chỉnh nó về lại mode A ha, là cái mode mạnh nhất. Đấy. Nói về máy móc, nói về động cơ đúng không? Nhưng mà cái chất âm của chiếc xe này như thế nào mà mình nói nó đặc biệt. Cái chất âm của Suzuki thì chút xíu nữa mình sẽ chạy trên đường thì anh em mới biết rõ ha. Nhưng mà chất âm của Suzuki với chiếc xe nè, anh em có thể thấy nè, ở những cái dòng xe nhỏ, ví dụ nha. Ví dụ như, tại vì mình nói về xe nhỏ tại vì phần đông anh em đều sẽ biết ha. Ví dụ như ở phân khúc 150 đi, chúng ta có R15, chúng ta có CBR150 và GSR150. Thì những chiếc xe đó, chiếc xe nào mạnh nhất, chiếc xe nào có cục máy kinh khủng nhất? Có phải là chiếc GSXR150 hoặc là S150 không? Rider xe chia nữa ha. Thì những chiếc xe đó cái cục máy của nó rất là kinh khủng. Xe nhỏ thôi mà thậm chí là cái gia tốc và cả cái nước hậu của nó cũng đều rất là tốt trong ở phân khúc 150. Thì Suzuki họ cũng làm điều tương tự với những cái phân khúc cao hơn. Ở đây chủ xe đang gắn một cây SC họng, ở đây hình như là họng 60 thì phải, và full carbon đi từ cổ bô, full titan từ cổ bô ra tới lon bô luôn. Và mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử ha. Mình nói trước là cái bô SC này nghe rất chát, nghe rất là mệt cái lỗ tai, nhưng mà biết làm sao bây giờ, cứ nổ máy cho anh em nghe thôi ha. Mình sẽ chỉnh mode A, mình sẽ chỉnh mode A để cho chiếc xe này nó phát huy hết toàn bộ cái lực máy của nó ra luôn.
penalty của nó nè. Giờ mình sẽ lên ga nè. Tiếng nghe rất hay, mặc dù là FC nghe nó rác đúng không, nhưng mà không phải nó rác cái kiểu mà nó ré lên. Cái này nó ra cái chất âm nó tròn, rõ, từng tiếng, rất sướng nha, cục máy rất là lực. Với những gì mà mình đem tới cho anh em trong clip này, anh em nghĩ sao về chiếc xe này? Một cái khá là hay ở chiếc xe này nữa là anh chủ xe anh cũng đã trang bị thêm một cái cặp gác chân của Arashi, đưa cái phần gác chân của chúng ta về phía sau. Thành ra là khi mà leo lên chiếc xe này á, nó sẽ cho một cái dáng nó đẹp hơn so với lại gác chân zin. Gác chân zin thì mình nghĩ là nó sẽ hơi đưa cái chân về phía trước á, nhưng mà với cái này nè, nó đưa về phía sau nhiều hơn. Thành ra là nhìn nó có vẻ là nó hiếu chiến hơn nữa khi mà anh em chạy xe này. Ngoài ra thì nó thêm về một cái trợ lực nữa, cái trợ lực zin theo xe cũng của từ KIB luôn. Phục thì Showa, trợ lực zin theo xe thì của KIB. Mình thấy với Suzuki làm chiếc xe này thì tương đối là nó giống với lại những cái trang bị cơ bản trên những cái dòng CBR cùng đời. Còn nhiều anh em hỏi mình là chiếc xe này nó hiếm như vậy đúng không? Và cái phần giá cả của nó như thế nào? Thì cái giá cả của cái dòng này với cái đời này, với cái hiện trạng như này thì mình thấy đa phần là người ta với những cái trang thiết bị đồ chơi cơ bản đi thì loanh quanh đâu đó khoảng 500 triệu ha. 500 hoặc là 500 hơn một xíu chúng ta sẽ có được một chiếc xe như hình, như cái clip. Còn về những cái chiếc xe mà cái đời cao hơn á, thì mình không hiểu sao Suzuki họ không có nhập về nữa, hoặc là tư nhân họ không có nhập về những cái đời ví dụ như Suzuki GRR1000 mà đời 2021-2022 đi, thì nó cũng tương tự như chiếc này thôi, nó có thay đổi một số, tinh chỉnh một số thứ về động cơ, về ngoại hình bên ngoài. Tuy nhiên thì mình không biết rõ tại sao là họ không có nhập những cái dòng đó về, mà chúng ta chỉ có hiện tại là 7 chiếc xe cực kỳ hiếm trên thị trường. Như hiện nay em nghĩ gì về cái chiếc xe này, về chiếc xe đỉnh cao như thế này thì anh em comment phía dưới video cho mình biết ha. Chứ mình thấy về cái cảm xúc đi, thì mình thấy từ những chiếc 1000 trước giờ mà mình review và mình chạy thử á, thì mình thấy chiếc xe này nó sướng nhất. Sướng nhất ở cái tư thế lái và cái cảm giác giống như là anh em leo lên xe là anh em muốn vặn là bay á, kiểu vậy á. Chiếc GSR1000 cái đời này á, thì người ta hay gọi đó là su cá heo. Tại vì á, anh em biết sao, cái phần này nè, nó thon nhọn về phía trước, nó chu ra cái đèn như thế này, nhìn khá là giống con cá heo nên người ta hay gọi nó là su cá heo cũng vì vậy. Và bởi vậy nha, chúng ta có rất là nhiều loại cá trong khúc 1000, ví dụ như là cá mập S1000RR, cá trê của R1, và bây giờ chúng ta có cá heo của Suzuki. Còn Honda thì bò xưa giờ rồi ha. Nhiều người ta nói vui á là Suzuki thiết kế những cái đời mắt phượng phía trước rất là đẹp, và nó cũng là điểm nhấn của Suzuki luôn. Và mình thấy đúng là vậy. Và những cái đời Suzuki, kể cả su 600 hay su 750 hay là su 1000 này trước đi, họ làm cái phần mắt ở phía trước á, người ta hay gọi là mắt phượng, nhìn rất là đẹp nha, nhìn vô một cái là biết xe của Suzuki luôn. Nhưng mà tự nhiên cái đời này á thì người ta nói vui là úp cái trứng hộp vịt lộn lên trên đầu. Anh em nhìn kỹ nè, nó nhỏ xíu, nó giống hình hộp vịt lộn thiệt đó. Nhưng mà bên cạnh đó là nhờ hai cái hốc gió hai bên như thế này, nên thành ra là nhìn cái xe nó vẫn rất là cân đối, và cái đầu nó vẫn rất là bậm trợn, rất là wow. Giờ là tới cái đoạn test drive nè, mới đã nè, bắt đầu thôi. Ở đây mình đang để cái mode A nè, là mode full sức mạnh nè, traction control mức 2. Traction control mức 2 để mà đi trong cái điều kiện mà gọi là đường ráo. Anh em nghe cái tiếng bô của nó nè. Mặc dù là bô FC nha, cái họng ra rất là lớn nha, nhưng mà chiếc xe này người ta map rồi, thành ra cái tiếng ra rất là chắc, cái tiếng nghe rất là rõ, tròn trịa. Mình thích cái tiếng này ghê luôn á, thiệt sự luôn á. Trời ơi, nó mạnh. Nó mạnh vãi luôn anh em ơi. Đây có cái đường trống nè. Quick shift nha. Anh em nghe tiếng quick shift nó đã không? Mượt ghê luôn á, cái tiếng quick ship nó mượt lắm, đá nhẹ hiều luôn, nó đá không có thua gì mấy chiếc xe mà được trang bị quick ship zin theo xe giống như con chiếc 25 mr mình vậy đó.
một cái trang nè. Đó. Wow. Một A này nó mạnh kinh. Trời ơi. Cảm giác chạy của nó, thứ nhất á, là nó rất là chắc tay. Cái dàn áo nè, cái phần phuộc nè, và những cái thứ khác trên chiếc xe này á, nó rất là chắc nha. Thấy không? Rất mạnh. Wow. Wow. Sướng quá anh em ơi. Thiệt. Rất là chắc tay luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ trả lại một vòng và bây giờ mình thử mình đi mốt B xem nó như thế nào. Mọi thứ chiếc xe này nó đều rất là chắc chắn. Nó chắc lịch lên, đúng là kiểu nồi đồng cối đá luôn á. Nó không có nghe cái tiếng len ke hoặc là cái tiếng kiểu giống như là dàn nhựa nó va vào nhau, không hề có. Xe tâm huyết của chủ, thành ra là nó mượt mà là cái điều hiển nhiên thôi em. Bây giờ mình sẽ thử qua mốt B nha. Xuống mốt B xem. Mốt B là nó sẽ hạ chiếc xe xuống ngang với lại chiếc Sport mà khoảng 800cc thôi. Chạy thì mình thấy là đúng là nó yếu hơn một xíu, nó yếu hơn chút đỉnh nha, nó yếu hơn so với mốt A một xíu thật sự. Không, không có cần can thiệp gì sâu vào máy móc đâu anh em. A, B, C nó chỉ có vậy thôi. Và đào ship nè, thấy không đó anh em, thấy đào ship không? Má ơi, cái ship này nó xịn vậy ta. Trời ơi, đã. Cái tư thế lái chiếc này nó chồm lắm. Nó chồm hơn cá mập á nha. Nhưng mà không vì vậy á, mà cái cảm giác lái nó bị gò bó. Tức là như thế nào? Nó chồm nhưng mà cái phần dàn áo nè, hai cái phần yếm hai bên nó họ làm thấp nha. Thành ra mình nhìn cái khu vực này rất là thoáng, chứ không phải là nó rườm rà, nó phức tạp giống như những chiếc xe kia. Thiệt sự nãy giờ chạy mà mình chê chiếc xe này là gì anh em biết không? Chê là tại vì nó ít quá, nó không có trên thị trường, thành ra giá nó còn cao và mình không có tiền để mình chơi nó, thì thành ra mình chê thôi. Nhưng thực sự chiếc xe này á hả, mình thấy nhiều người khen lắm rồi, chứ không phải riêng một mình nha. Và sáng giờ mình thấy mà mình thấy không có điểm gì để chê chiếc xe này hết á, thiệt. Rồi bây giờ mình sẽ thử qua mốt C xem sao. Đây anh em thấy không, mốt C nè. Rồi mốt C thì nó sẽ ngang với lại một chiếc 600. Thử nha. Wow. Ôi, backfire anh em ơi. Ừ, đúng thiệt. Mốt xe của nó là nó yếu hiện thấy rõ luôn á. Nha. Cái mốt xe trên chiếc xe này nó làm cho chiếc xe mình nó đừ đi thấy rõ. Nếu anh em quen chạy với mốt A hoặc là mốt B, mốt xe nó làm chiếc xe này đừ thiệt sự. Trời ơi, chiếc này mà thiệt á, ông nào mà kiểu như chạy mà máu chó nha. Mình nói vui vậy thôi. Thì tuyệt vời. Má ơi, nó làm cho mình thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về những chiếc xe Nhật mà hiền lành luôn á anh em. Và theo như anh chủ xe nói với mình á, anh Minh á, thì anh nói là Suzuki á, họ làm chiếc xe này không biết như thế nào nha, nhưng mà cục máy của nó nè, mà người ta làm cho nó chiếc xe này nó có vừa có đề vừa có hậu luôn. Ờ, à, thật sự cái ga đề của chiếc xe này nó không thua xe nào hết trơn á, nước đề nó không thua chiếc nào hết trơn á, nhưng mà nó vẫn có nước hậu nha. Ảnh đã từng chạy đâu đó khoảng trên 200, 240, thì anh nói là chiếc hậu của xe này nó rút lên vẫn rất là ghê, chứ không phải là không có đâu. Má ơi, đã lắm anh em ơi. Nó đã vô cùng luôn á.
để mình suy nghĩ ra cái gì đó để mình che chiếc xe này coi. Chắc có lẽ là mình che cái trứng hột vịt lộn ốp trên đầu chiếc xe nè, là cái điểm duy nhất để có thể che thôi, còn lại không có gì để che hết á. Với lại là do nó chồm nhiều quá nên là đi đường xa mà kẹp thêm một cái ba lô mà nhiều đồ nữa là mỏi lắm, mình thấy vậy á. Thắng nè, thắng dinh theo xe nè, bóp một cái là nó cứng cái xe luôn à, anh em thấy không đó. Nó vậy ấy, nó phải có ABS rồi, thắng nó ăn như vậy thì nó mới đảm bảo an toàn khi mà mình sử dụng những chiếc xe mà nó có sức mạnh kinh khủng khiếp giống như này. Thắng sâu rất là ăn luôn chứ không phải là thắng sâu bị trôi đâu, thắng sâu rất ăn luôn nha. Nè, mình đang có thắng sâu nè. Quick ship này kia rất là ngon, nói chung là tê lắm. Xe tâm huyết, chạy tê lắm. Và đó là toàn bộ cái clip hôm nay về chiếc siêu phẩm 1/7 Suzuki GX R1000 phía sau mình đây. Và nếu anh em cảm thấy hay và hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình ha. Sắp tới nhiều anh em sẽ yêu cầu mình review những chiếc xe khác thì anh em có thể comment ngay bên dưới video của mình để mình lên ý tưởng cho những clip tiếp theo ha. Rồi, nói chung là sau cái clip hôm nay mình chính thức trở thành fan của Suzuki, tại vì mặc áo Suzuki, review xe Suzuki và chạy xe theo phong cách của Suzuki.